Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 378 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Duy sẽ kể cho mọi người nghe một cái tập truyện rất là hay, rất là ly kỳ và kinh dị, được kể lại từ một cái anh trai. Mọi người biết sao không? Tại vì đây là một chuỗi những cái sự kiện, nó có liên kết rất là chặt chẽ với nhau. Từ những cái câu chuyện ở quá khứ, nó kéo dài cho tới hiện tại. Rồi, những cái câu chuyện về tín ngưỡng, tâm linh thờ phượng, cho tới những cái câu chuyện về quỷ, nó hết sức là ghê. Hiện tại bây giờ vẫn còn luôn. Tất cả những câu chuyện này thì được kể lại từ một cái anh trai sinh năm 1992. Và cái câu chuyện này có thể chia thành hai tập nha mọi người. Phải nói Duy rất là tâm đắc với cái câu chuyện ngày hôm nay của anh trai này. Tại vì Duy thấy nó rất là đặc biệt luôn mọi người. Đặc biệt ở cái câu chuyện và đặc biệt ở cái bản thân, ở cái cuộc đời của anh trai này nữa. Tại vì mọi người biết sao không? Ảnh giới thiệu á, ảnh là một cái người coi bài Tarot. Mọi người biết bài Tarot là gì không? Những bạn trẻ trẻ thì có thể biết, nhưng mà những cô chú anh chị lớn lớn tuổi á, có thể người ta chưa có biết về cái bài Tarot này. Duy xin nói nôm na, cái bài Tarot này nó cũng na ná giống như là cái hình thức coi bói của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà nó không có giống hoàn toàn nha. Nó hơi hướng tựa tượng vậy thôi. Tại vì nó xuất phát, nó nguồn gốc từ bên châu Âu á, theo cái giả thuyết là như vậy. Xuất hiện từ hồi thế kỷ 15 cho tới cái thế kỷ 18 á, thì cái bài Tarot này nó mới phổ biến rộng rãi khắp các nước trên thế giới. Nếu như người Á Đông của mình gặp cái chuyện gì đó mà nó khúc mắc, thì mình sẽ đi coi bói. Còn người phương Tây á, người ta sẽ đi coi cái bài Tarot này. Tại vì cái bộ bài Tarot nó có 78 cái lá bài. Thì mỗi cái lá bài nó sẽ có một cái bức tranh. Hình này hình kia nhiều lắm, nó rất là trừu tượng luôn nha. Mỗi bức tranh đó nó sẽ thể hiện một cái ý nghĩa khác nhau. Nó có liên quan tới cái tâm thức, cái tiềm thức của mình nữa. Mình lật cái lá bài lên thì hữu duyên nó sẽ ứng với lại cái hoàn cảnh sắp tới mà mình sẽ đối mặt, kiểu kiểu là như vậy. Để mà một người có cái khả năng coi được cái bài Tarot này thì Duy nghĩ không phải ai cũng có khả năng coi đâu. Phải trải qua cái quá trình học hỏi. Nó cần phải kết hợp với lại cái màu sắc trên lá bài nè, cái hình ảnh trên đó, rồi thêm cái trực giác, cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của cái người ngồi coi bài Tarot nữa. Chứ không phải muốn coi là coi. Giống như là cái anh trai kể lại câu chuyện cho mình nghe vậy đó. Mặc dầu anh trai này là một cái người thanh niên đi coi bài Tarot cho người ta, không có liên quan gì tới cái chuyện đó làm tâm linh rồi bói toán thầy bà gì hết trơn á. Vậy đó mà sau này lại bén duyên, lại học đạo ở một cái đạo gọi là đạo mẫu. Mà cụ thể hơn, cái người sư phụ với sư tổ của anh á, theo đạo mẫu của người dân ở Nam Trung Bộ. Anh nói khi mà anh theo đạo mẫu của Nam Trung Bộ á, đa số người ta sẽ thờ những cái vị giống như là Cố Hỷ Cao Ly Thượng Động nè, rồi Phật Địa Mẫu, đặc biệt là mẹ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Đây là mẹ của xứ sở, mẹ của những người dân tộc Chăm á. Nếu như ai mà đi du lịch ở Nha Trang sẽ thấy tháp bà Bonaga đó, trong đó sẽ thờ mẹ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Cũng chính vì nó có cái sự đặc biệt này mà anh cảm nhận tự nhiên bản thân của mình giống như là một cái người đa dạng tâm linh tín ngưỡng vậy đó. Coi bài Tarot cho phương Tây mà bây giờ mình lại theo học đạo tại một cái đạo mẫu ở Việt Nam mình. Là sao? Quá nhiều đạo. Vậy nó có cái sự chổi nhau không? Nó có xung đột nhau hay không? Chưa biết. Mình nghe chuyện tiếp theo mình sẽ biết. Sở dĩ mà anh có cái căn duyên như vậy, thứ nhất là do tự bản thân của anh nó có sẵn. Thứ hai, do cái sự di truyền. Anh bị di truyền từ đời ông nội, đời ba của anh cho tới đời của anh. Và thậm chí anh bị ảnh hưởng từ mẹ của anh luôn nữa. Tại sao mà anh bị di truyền thì Duy sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. Chưa hết đâu. Anh nói từ hồi nhỏ mới đẻ ra, anh là một cái đứa con nít rất là khó nuôi. Quậy quạng mà khóc la hoài hà. Thường hồi đó nếu mà con nít khó nuôi á, thì người ta sẽ gửi vô đình chùa miếu mạo cho những ông từ, những sư thầy đó người ta nuôi giùm. Nhưng riêng anh thì không có được. Càng vô thì càng khóc. Tại vì khi mà vô chùa đó, nghe những cái tiếng đại hồng chung nó in ỏi lên gì nè, anh nghe là anh xỉu cái ạch liền. Nó ngộ vậy đó.
Bởi vậy mà mẹ của anh mới nhờ một cái cô bạn. Cái cô bạn đó là người theo đạo Công giáo. Người ta mới nhận anh làm mẹ đỡ đầu, cho anh á nghe kinh thánh nè, rồi đi học giáo lý các kiểu. Anh mới ổn và anh không có còn quậy phá nữa. Cái chuyện mà anh có được đặt tên thánh hay không á thì anh không có đề cập tới. Tuy nhiên, đây cũng là một cái điều nó góp phần tạo nên một cái con người mà đa dạng tâm linh tín ngưỡng như anh vậy đó. Theo như anh kể á, thì nguồn gốc của ông nội anh không phải là người Việt Nam. Tại vì ông nội là người Hoa, người Trung Quốc đó. Hồi xưa lúc mà chiến tranh loạn lạc, thì bên phía gia đình của ông nội á mới di dân về Việt Nam này, trôi dạt về cái khu vực ở Long An á, rồi định cư ở đó luôn. Đất gốc của ông nội là ở đó. Mà cũng do ông nội của anh là người Hoa, thành ra những cái thuật phong thủy nè, lỗ ban rồi ếm bùa các thứ của Trung Hoa đó là ông nội giỏi dữ lắm luôn. Tuy nhiên khi mà về cái đất Việt này sinh sống rồi, có vợ có con là người Việt Nam, thành ra đó là đẻ những đứa con này không có ai nói nghiệp của ông nội hết trơn luôn. Đa số chỉ là biết tiếng Việt thôi, chứ ít người nào biết tiếng Hoa. Đâu có hiểu được ba cái bùa chú của ba mình, không có ai theo nghiệp hết. Tới cuối đời của ông nội thì ông nội cũng không có truyền nhân, có nghĩa là con cái không có ai làm thầy. Tuy nhiên, trong số cái gánh con của ông nội á, thì chỉ có ba của anh với lại cái người cô út của anh á, là hai đứa con có cái phần tâm linh trong người. Thứ nhất là cảm nhận được tâm linh, thứ hai là có khả năng thấy được ma, thấy được quỷ y chang như ông nội của anh vậy đó. Được thời gian à, giống như là mình tứ tán á, rồi mình ở không có cố định. Mình đâu phải là người cố cửu đây đâu, có thể là người ta đuổi đi. Bởi vậy là mới chuyển qua một cái khu lao động tri thức ở quận 4 á, qua bên đó đây mà ở luôn. Khi mà qua đây, do bà nội của anh cũng là một cái người giỏi giang, rồi nói chung là cũng được lòng người này người kia đó, người ta mới giới thiệu cho vô làm ở trong cái nhà máy thuốc lá Khánh Hội đó, vô đó làm xe thuốc. Nói chung thì làm lương cũng đủ ăn chứ không có dư. Những cái năm mà về quận 4 ở thì cha của anh cũng đã là một cái người thanh niên rồi, cũng đã tới tuổi mà bắt đầu có ghệ được rồi đó. Thì cha có chơi với lại một cái cô con gái. Cái cô đó cổ tên là cô Mai. Không biết là quen từ lúc nào, giống như là đi ngoài đường gặp rồi hay là đi chỗ nào đó gặp nhau là quen luôn. Hai người giống như một cái cặp thanh mai trúc mã vậy đó, đẹp đôi dữ lắm. Tuy nhiên không có môn đăng hộ đối. Nhà của mình nghèo rớt mồng tơ vậy đó, rài đây mai đó, đâu có của ăn của để gì đâu. Trong khi nhà của cô Mai đó, nhà người ta là nhà gia giáo, nhà có học thức, cho cái cô Mai này đi ăn học rất là đàng hoàng. Còn riêng cha của anh đâu có học tới nơi tới chốn. Mới có bầy lớn tuổi là phải đi theo cô, đi theo bác để mà phụ giúp việc cho người ta rồi. Tuy nhiên cái phía gia đình của cô đó thì người ta cũng ok lắm. Người ta không có phân biệt đối xử gì hết, cũng không có khinh khi gì mình nha. Vẫn để cho con gái mình chơi với lại cái thằng nghèo khổ đó, là cha của anh đó. Hai người quen nhau một khoảng thời gian cũng dài lắm, chỉ là quen một cách rất trong sáng thôi. Cho tới khi mà sau giải phóng rồi đó, thì cha của anh, ổng có một cái tiệm sửa xe nhỏ. Ổng để ở cái góc đường Hùng Dương với Lê Hồng Phong á. Cái tiệm đó là chuyên giá những cái vỏ bánh xe tải á. Khu vực này xe đông dữ lắm, cho nên là người ta giá cũng nhiều. Lúc này hai người vẫn còn quen nhau nha, nhưng mà cha không có dám tiến tới gì nhiều, chỉ quen nhau để đó vậy thôi à. Tại vì mình biết gia đình mình, bản thân mình nghèo hèn quá, mình không có dám tiến tới với người ta. Rủi đâu mình cưới rồi bà con họ hàng bên nhà người ta cười chê rồi sao, cũng tội nghiệp người ta nữa. Cho nên là cứ bình bình vậy hoài à. Chỉ là tự ái rồi không có dám tiến tới vậy thôi. Chứ lâu lâu thì vẫn xách xe đạp qua tới nhà của cô đó, rồi hai đứa chở nhau đi chơi như bình thường. Đùng một cái, phía bên nhà của hai bác ở bển á, người ta làm giấy tờ rồi ba cái thủ tục đồ đạc này nọ nè, cho con gái của người ta đi vượt biên. Nhưng mà kiểu người ta đi người ta không nói với ổng, thành ra là ổng không hề biết cái chuyện là ủa Mai nó chuẩn bị đi vượt biên rồi hả. Đâu biết đâu. Vậy đó mà cái cô này cổ cũng lên tàu cổ đi. Xui, cái chuyến tàu của cổ đi á, không có phải bị tai nạn, nhưng mà bị cảnh sát biển người ta bắt lại. Mỗi ngày bị nhốt ở trọng á, thì cô Mai này cổ chứng kiến rất là nhiều những cảnh tượng đau lòng. Cho tới cuối cùng ngay trong đêm đó, cổ cũng đã quyết định luôn. Cổ cắn cái lưỡi và cổ mất ở trong này. Tới lúc mà phát hiện ra cổ mất rồi đó, thì người ta cũng xét nghiệm, rồi người ta thanh lý cái thi thể này, tìm ra cái địa chỉ nhà đâu ở Việt Nam đó, gửi về cho người nhà. Tại vì mất rồi mà, cũng đâu có bắt bớ gì nữa đâu. Nhưng ngặt một nỗi, trong thời gian đó cha của anh đâu hề biết rằng bạn gái của mình đã đi vượt biên, bị bắt lại rồi mất ở trong tù đó. Không hề biết luôn. Tại vì đâu có điện thoại gì với nhau đâu biết. Ngay trong cái đêm mà cổ mất, cha của anh thì cũng lẩn quẩn trong cái nhà của mình để mà sửa bánh xe cho người ta thôi.
cái nhà nó có một lũm chút xíu hà, giống như là dựng bợ tạm vậy đó, ngay tại một cái góc đường luôn. Nó đâu có bự cái gì đâu, nó chỉ là ở phía trước sửa xe rồi đi vô trong có một chút xíu lũm đó hà, không có cầu thang gì hết trơn á. Ở trên gác á thì nó có một cái ve ra vậy nè, ở ngoài cửa sổ á, giống như là một cái chuồng cu vậy đó, không có leo lên cầu thang, mà mỗi lần muốn lên trển ngủ á thì phải leo lên những cái chồng của cái lớp xe đó, chồng 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 lên cao vậy nè, rồi trèo lên trển nằm co ro vậy thôi hà. Nói chung gia cảnh khó khăn dữ lắm. Không biết làm sao nha, bình thường cũng sửa tới đêm đó, nhưng bữa nay thấy mệt mệt trong người, thấy trong người nó cứ bồn chồn, nó cứ bứt rứt kiểu gì á, thôi không muốn làm nữa, mới trèo lên cái chuồng cu á nằm ở trển. Ba ổng kể gì nè, ổng vừa mới khép cái cửa lại thôi, bước lên trển tắt cái đèn thôi là ổng nghe một cái tiếng giống như là cái tiếng cái con gà mái nó kêu vậy đó, cụ tác cụ tác cụ tác tác, nó kêu vậy đó. Không biết sao mà giống như hả mà nó đang dồ dập một cái người nào đó, nghe rất là sợ, không phải như là cái tiếng con gà mái nó kêu bình thường đâu. Thì cha ổng nghĩ liền, ổng nói chắc là cái con gà của bà Quỳnh kế bên nè, cái bà đó là một cái bà tửng tửng, tối ngày bà đi lụm ba cái ve chai phế liệu rồi bà mang luôn ba cái con chó con mèo con gà của người ta, bà đem về bà nhốt trong cái nhà của bà vậy đó, thì cứ tưởng đâu gà của bà. Nhưng mà mình nghĩ á nha, gà mái mà ban đêm nó kêu vậy á, chắc chắn là cái điểm xấu à, chứ không phải là cái chuyện bình thường đâu. Thôi cô không có dám ra ngoài, cứ nằm co ro ở đây đi, có gì sáng mơ tính tiếp. Mới vừa suy nghĩ xong định là nằm tiếp rồi ngủ, vậy đó thấy rụt rà rụt rịch tới đâu tuốt trên cái nóc nhà của mình á. Nóc nhà đâu có cao cái gì đâu, cái nhà nhỏ xíu à, do cái nhà quá nhỏ đi, nhưng mà nó vẫn có lợp một cái lớp la phong ở trển nha. Không biết làm sao mà nó bị lủng một cái lỗ la phong vậy nè, nghe rụt rịch tới trển á. Thì tự nhiên cha ổng nhìn thấy là cái Mai bạn của mình á, bạn gái mình á, tự nhiên tự đâu mà chui cái đầu từ cái la phong á, bả chui ngược cái đầu của bả xuống vậy nè, giống như là bả lên nóc nhà cái bả chui xuống cái lớp la phong, bả nhảy xuống đây vậy đó. Ông cha của anh ổng hết hồn luôn, ổng ngồi dậy ổng nói ủa mai sao mà Mai không đi đường cửa chính, mà Mai leo đâu từ nóc nhà của tôi Mai leo lên vậy, sao leo được hay vậy? Cái cô này cổ nói gì nè, ê đừng có nói lớn nha, hai ổng á, hai ổng không có cho đi bằng cái cửa ở dưới, tôi lén tôi lên nó đừng la lớn, ổng không cho vô đâu. Cái cô này cổ đưa cái tay là cổ chỉ xuống cái bàn thờ ông thần tài thổ địa phía dưới á, tại giờ ở dưới đất cha ông có để thờ, và bức tượng thần tài thổ địa tới bây giờ vẫn còn trong nhà của anh luôn. Cha của anh ông thấy rất kỳ nha, ông nói sao mà có thể leo được từ trển mà leo xuống đây trời, sao hay dữ vậy. Rồi không biết là cái cuộc nói chuyện đó hai người này nói cái gì với nhau anh không có kể thêm, nhưng mà anh chỉ nói là nói những cái lời yêu thương với nhau rồi giống như là ôm lại cái chuyện cũ vậy đó, mà không hề biết được cô này đã chết rồi đâu. Đó thì hai người cũng ngồi nói chuyện bình thường vậy thôi à. Một hồi nghe con gà mái kế bên nó kêu lên nữa, tát, nó la hoài luôn. Thì cái cô này cổ mới hết hồn, cổ giật mình gì nè, cổ nói ê, tôi đi nha Hùng, ê, bữa sau tôi ghé tôi chơi nữa nha, nhớ lo ba má giùm tôi nha, tôi không lo được đâu. Cái cha mới hỏi là giờ về đường nào, về đường dưới hay đường nào, cổ nói không, tôi về đường trên này nè, đỡ tôi lên trển đi. Thì cha của anh ổng mới đỡ cổ lên trển, cổ chèo ngược lại cái lỗ trển á, cổ đi tọt cái nóc nhà là cổ mất tiêu, không biết cổ đi về bằng đường nào. Vậy đó mà cha của anh ổng vẫn nằm xuống ngủ tiếp, nhưng mà ổng cũng rất thắc mắc, ổng không biết là Mai đang bị cái gì nữa, mà tại sao Mai lại nói là chăm sóc giùm ba má đi. Cho nên qua sáng sớm thì cha ổng đạp cái xe đạp chạy qua tới bên nhà cô Mai á. Qua tới bển thì thấy là người ta bu đen bu đỏ hết trơn, chuẩn bị làm một cái đám giống như là đám ma vậy đó, tại vì có hòm rương đồ các kiểu. Chạy qua thấy mặt Mai của ai cũng thất thần hết trơn vậy nè, thì cha mới hỏi là ủa ba má nhà mình có chuyện gì vậy, hồi tối con mới thấy Mai qua nhà con chơi mà Mai nó kỳ lắm ba má, tự nhiên nó không có đi đường cửa dưới đâu, nó không kêu cửa con mà nó trèo tự trên lao phong của con, nó trèo xuống á, con không biết Mai bị gì nữa, con mới qua đây con hỏi ba má nè. Tới lúc đó thì ổng bả mới vừa nói vừa khóc vậy nè, trời ơi con ơi, mấy bữa nay á má lo tiền cho nó đi vượt biên gom đồ nguyên cái vali vậy nè, nhưng mà vô trỏng nó thấy cái gì đó má không biết nữa, bây giờ người ta báo là nó chết rồi, đang đợi nhận xác nè con. Mà con biết không, hồi tối nguyên cái nhà đâu có ngủ được đâu con, nó về nó quậy hàng sau đó, nó vô cái phòng của nó đó, rồi nó lục ba cái món đồ chơi của con tặng nó đó ha, nó đem ra nó chơi nó giỡn quá trời, nó thảy rầm trong nhà vậy đó. Rồi cái vali đựng đồ đi vượt biên của nó đó, người ta gỡ về trước rồi, ở nhà đây kìa. Hồi tối á, nó về nó giỡn hay sao á, nó đẩy cái vali nè, nó đẩy đụng vô cửa kình 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 vậy đó, đâu có ai ngủ được với nó đâu con, vừa đau lòng mà vừa sợ nữa.
Nghe tới đó là cha của anh ổng biết rồi. Ổng biết hồi tối mình gặp vong hồn của con bé Mai về. Mai nó chết rồi, mà mình đâu có biết cái gì đâu. Tự nhiên trong cái lúc mà gia đình đang rối rắm đó, thì không hiểu sao cha của anh ổng thốt ra một cái câu vậy nè, mà ổng không hề chủ động được cái miệng của ổng. Ổng không có nói được câu này, kiểu như là có ai mà dựa vô người của ổng nói vậy đó. Cho tới sau này thì ổng cảm giác giống như là có thể ông nội đã dựa vô người của cha rồi nói ra câu đó. Tại vì khi đó ông nội của anh cũng đã mất rồi. Giờ bác lấy tờ giấy ra đi, rồi bác biên ra nha. Tại vì con không biết chữ. Giờ bác làm một cái mâm đồ cúng, mua những cái thứ vàng vàng vậy đó, bác ghi ra. Rồi tới khi nào mà bác lên xe, bác chở xác của em Mai về á, thì con cũng đi theo. Rồi cái bác liên tục kêu tên của em về nghe bác. Mà cha nói không hiểu sao tự nhiên cha có thể nói được những cái chuyện này luôn, trong khi ổng đâu có biết ớt giáp gì đâu. Làm gì biết ba cái chuyện là phải làm cái mâm đồ cúng sao để rước xác về nhà đâu. Làm cái mâm đồ cúng nè, rồi mua đồ lễ tùm lum hết. Vậy mà cha ổng biết để mà ổng đọc cho cái bà bác đó ba ghi vô. Tới sáng thì cả nhà mới chạy một cái chiếc xe dạng xe Jeep ngày xưa đó lên để mà nhận xác của cô Mai này về. Hồi đó người ta bỏ cổ trong một cái bọc á, chỉ là kéo cái mặt ra xác nhận người thân rồi trở về vậy thôi hà. Tới cái đoạn đường nào mà nắng quá dừng đèn đỏ đó thì mở cái dù ra rồi kêu tên của cô này về, kêu tên hoài luôn, quẹo trái quẹo phải gì đó thì cũng phải nhắc cổ để mà cổ biết đường, cổ đi theo mọi người về. Cha vẫn còn nhớ rất rõ cái hình ảnh khi mà mang xác cổ về nhà làm đám ma. Mở cái bọc ra thì thấy cái mặt vẫn trắng đẹp như ngày nào, không có ghê gì hết trơn á, chỉ là hai cái khóe miệng á nó có rỉ rỉ máu ra, tại vì cổ cắn lưỡi mà. Với lại cái miệng của cổ á thì mở ra không có được. Có thể là người ta mở ra người ta nhét gạo, nhét muối, nhét tiền vàng thì không biết, nhưng mở không được nha. Cái miệng cứng ngắc luôn. Còn riêng con mắt thì con mắt không có nhắm, mắt cứ mở trừng trừng ra vậy nè. Thế như vậy á thì cha mới vuốt cái con mắt của cổ xuống thì con mắt của cổ cũng sập xuống. Cha mới nói thôi giờ được rồi em ơi, giờ dù sao thì em cũng đã mất rồi, thôi thì em cứ an tâm mà em đi đi. Ba má ở đây thì lâu lâu anh ghé anh thăm ba má nghen. Nói vậy rồi vuốt mắt xuôi tay xong rồi cũng làm cái đám ma, coi như kết thúc một cái mối tình vậy đi. Cổ chết rồi, nhưng mà vong hồn của cổ lúc nào cũng đi theo cha của anh hết trơn á. Tại vì anh nói sau này khi mà cha cưới mẹ của anh rồi đó, hai người chuyển về quận 3 để mà ở. Về quận 3 ở thời gian rồi cũng gặp cái biến cố gia đình gì đó anh không nói rõ. Sau đó thì lại chuyển về quận 12. Về quận 12 á, là một cái khu vực nó còn hẻo lánh hơn là ở quận 3 rất là nhiều. Thời điểm đó thì cư dân người ta cũng ít ỏi dữ lắm, mà không biết là gặp cái biến cố gì, cho nên là cứ ngày nào ông cha của anh cũng buồn hết trơn á. Ông nhậu hoài, không phải là nhậu về đánh đập vợ con nha, chỉ là nhậu rồi say mềm vậy đó, không có làm ăn được cái gì hết trơn á. Nhưng anh thấy vậy nè, khi mà về cái nhà ở quận 12 á, thì ở trước nhà cha ông sẽ để hai cái ghế. Mỗi lần mà ổng nhậu uống rượu say vô một cái đi là ổng ngồi cái ghế này. Ổng chừa ghế trống kế bên, ổng quay qua ổng nói chuyện vậy nè. Ừ vậy đó hả, bữa nay tôi nhậu gì nè, kiểu vậy. Giống như đang nói chuyện với một cái người kế bên mình luôn. Anh thấy hoài chứ gì. Hồi đầu anh không có biết, nhưng sau này anh mới biết được cái làm. Mỗi lần mà cha ổng xỉn rượu vô đó thì ổng thấy cái cô đó cổ về, cô Mai á, về hai người hàn huyên tâm sự, nói chuyện tâm sự mỏng với nhau, nói đông nói tan vậy nè. Nhưng lúc đó thì mẹ anh đi làm chưa có về, tại vì mẹ đi phụ quán tới khuya lận. Hồi đầu thì còn ớn chứ sau này là anh biết rồi. Mỗi lần mà ngồi trên gác lửng á, nghe ổng kêu ơi ê, kêu dơ dơ mình ên ổng mà không có ai hết trơn ha, là biết ổng nói chuyện với ai luôn rồi đó. Ổng dễ thấy ma dữ lắm. Từ cái đợt mà ổng thấy cô Mai này nè là ổng thấy hoài. Rồi thêm cái nữa, cái nhà của anh ở quận 12 á, nó nằm cái kiểu giống như là nó ở giữa hai con đường hẻm song song với nhau vậy nè. Cái khu vực đó rất là vắng luôn. Mà người dân đó người ta hay nói á, cái đường phía trước nhà của anh á, ma quỷ nó hay đi tới lui nhiều dữ lắm luôn. Tại vì cái chỗ này á, âm khí rất là nhiều. Anh nghe thì anh biết vậy thôi, chứ có lẽ là anh chưa có thấy cái gì. Nhưng nghĩ lại thì anh thấy đâu đó anh cũng có cái sự di truyền từ cha của anh. Tại vì dù sao cũng chung dòng máu mà, với lại sống trong cái môi trường như vậy, cha liên tục thấy những cái hình ảnh tâm linh, thấy vong hồn cô Mai này về hoài á, thì chắc chắn anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì cái lần đó khi mà anh đi nuôi bệnh bà ngoại á, bà ngoại bệnh nặng lắm, nuôi bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy nè. Anh nuôi bệnh ở đó thì anh mới nhìn xuống tượng Đức Mẹ đó. Hình như là trong khuôn viên của bệnh viện Chợ Rẫy cũng có những bức tượng để mà người ta cầu nguyện hay sao đó. Anh nhìn xuống anh thấy nguyên một đống người mà người ta cứ ngồi sùm sụp gì nè.
nhìn y chang ăn xin luôn. Hồi đầu anh cứ tưởng ăn xin, nhưng khi mà anh nhìn người ta, anh thấy hả, người ta đi lướt qua những con người này luôn nè, thì có nghĩa là những cái người đó, người ta đâu phải là người, họ là ma, là quỷ, là vong hồn trong bệnh viện đó nghe. Bởi vậy là anh thấy trời ơi, mình cũng thấy được ma hả ta. Bởi vậy sau này khi mà anh biết tới cái bài tarot, anh coi giùm cho người ta, thì anh nói mình thấy ma thấy quỷ hoài. Nhiều khi mình nhìn người ta nó trà trộn với người sống vậy nè, mình không biết đâu là ma đâu là người. Thôi thì anh cứ gian giái với bề trên á, nếu mà được thì đừng có cho con có khả năng thấy cái cặp mắt âm dương đó nữa, đừng cho con thấy. Thôi ha, nếu mà họ muốn cái gì á thì họ về trong mơ, hoặc là con nhìn qua những cái lá bài tarot á, họ cho con biết đi, chứ đừng cho thấy nữa, sợ quá trời à. Không phải anh bị ảnh hưởng phần âm từ cha của anh không đâu, mà anh còn bị ảnh hưởng từ mẹ của anh nữa. Tại vì hồi đó mẹ của anh được sanh ra tại một cái nhà bảo sanh, nhưng mà cha mẹ ruột của mẹ anh á, là ông bà ngoại ruột của anh á, người ta đẻ xong cái người ta bỏ. Mẹ của anh không phải là con của người Việt mà con lai của người Ấn Độ. Có thể là bà ngoại của anh là người Việt nhưng ông ngoại của anh là người Ấn Độ. Đẻ ra xong cái người ta bỏ ngay tại nhà bảo sanh luôn. Thế như vậy thì cái bà bán nước sôi trong đó đó, người ta mới bồng cái đứa nhỏ này đi tới trước cửa nhà của ông bà ngoại nuôi, là ông bà ngoại hiện tại của anh á, để mà người ta ăn cơm. Tới đó thì cái bà này bà mới hỏi với ông bà ngoại á, ê, con nhỏ này con lai của Ấn nè, nuôi không cũng dễ thương quá à. Thôi thì thấy vậy ông bà ngoại cũng mang về nuôi. Năm đó là năm 1963. Mà ông bà ngoại nuôi của anh á rất là tin Phật Pháp luôn. Thời điểm đó là người gốc Nam Định vô đây để mà lập nghiệp, rồi ở tại khu vực quận 3 luôn nè. Chắc có lẽ ông bà ngoại làm ăn rất được, cho nên là có dư tiền dữ lắm. Rồi tin Phật Pháp, tin nhân quả nữa. Thời ngày đó người ta quan niệm á, tích phước bằng một cách duy nhất. Mình muốn tích phước thì chỉ có cách đó là mình xây chùa, xây miếu, đắp đường, làm cầu cống này nọ thôi, để tích phước cho bản thân, cho con cháu của mình. Ông bà ngoại thời điểm đó cũng đã xây được hai cái ngôi chùa. Một cái ngôi chùa lớn, một cái ngôi chùa nhỏ. Có một cái ngôi chùa rất lớn nằm ngay tại quận 10, cũng do công đức của ông bà ngoại nuôi anh xây lên đó. Nhưng anh không có tiện nói địa chỉ, sợ người ta không có tin á, rồi người ta nói này nói kia nữa, ảnh hưởng tới ông bà ngoại. Trong cái lúc mà xây nên cái ngôi chùa ở quận 10 á, thời điểm đó thì chỉ xây một cái ngôi chùa với một gian thôi, không phải là chùa mà bùng rền bự như bây giờ đâu nghe, sau này mới phát triển thêm. Lúc đó thì mẹ của anh cũng còn nhỏ lắm, nhưng mà cũng đã biết cái này biết kia rồi. Mẹ mới kể vậy nè, lúc mà ông ngoại đang cho thợ thầy để mà xây cái ngôi chùa đó đó, ông ngoại ổng sao xác từng chi tiết luôn, ổng đấu thầu với lại chính quyền để mà được xây ngôi chùa này, tạo phước đức cho mình. Bữa trưa cả nhà đang ngồi ăn cơm vậy nè, thì tự nhiên mẹ của anh bà buộc miệng bà nói một câu mà không biết làm sao bà nói nữa. Bà mới nói, bye ba bỏ thầu đi ba đừng có xây cái chùa nữa, con thấy ba xây nhiều được rồi, ba xây hoài á, phước đức mình xài không hết đâu, rủi như ba xây tiếp á, có người người ta chết á, là cái phước đức của mình nó tiêu tan hết đó ba. Mẹ nói vậy đó, mà bà không tin bà có thể nói vậy luôn. Cái ông ngoại không có tin, ông nói, ê, không nói tầm bậy tầm bạ nghe mày, chùa đang xây á, lo ăn xong mà phụ má đi rửa chén bát đi kìa, nói xàm xàm không à. Cái bữa đó thì chỉ còn lợp dài cái tấm ngói âm dương lên trên nóc vậy thôi à, chứ đâu còn làm nữa đâu, chỉ là làm xong rồi cái mình thỉnh tượng từ ngoài Bắc đem vô đây. Vậy đó mà khi đi ra ngoài hiện trường mới thấy cái ông mà giám sát công trình á, ông thợ chánh á, không biết ông trèo lên cái mái ngói kiểu gì á, mà ông bị trượt chân, ông té từ cái mái ngói té xuống đất, ông chết ngắt luôn. Hồi ôi, chính quyền người ta tới rồi người ta cũng khám nghiệm hiện trường các kiểu, người ta nói là do ông té thôi, do tai nạn lao động. Không biết là có truy cứu cái gì hay không thì anh không có nói rõ. Tuy nhiên cuối cùng là ông ngoại ông biết cái tin này là ông đổ bệnh mấy ngày trời chưa hết nữa. Kể ra như vậy không phải là để khoe mẽ về cái công đức của nhà anh, nhưng cái mà mình muốn nhấn mạnh đó chính là ngay từ nhỏ mà mẹ của anh đã có những cái trực giác như vậy rồi. Có thể mẹ của anh chưa thấy ma quỷ, nhưng mà mẹ của anh giống như là có những cái linh tính, những cái gì đó nó có kết nối với tâm linh á, thì thành ra là anh cũng có được những cái dấu hiệu như vậy đó. Nói một chút về bản thân của anh á, ngay từ sớm anh cũng đã phát hiện ra rằng mình là một người thuộc cộng đồng LGBT, có nghĩa là anh thích con trai chứ anh không có thích con gái. Bởi vậy là anh cũng có nói với gia đình của anh luôn. Mặc dầu cha mẹ của anh á là những cái người lao động bình thường thôi, không phải là những cái người trí thức gì, tuy nhiên rất thương con của mình,
thông cảm, hiểu cho anh và chấp nhận bản thân của anh luôn, không có nói gì hết trơn á. Thì anh cũng đi học, đi làm kiếm tiền, lo cho mình, rồi lo cho đứa em gái, lo cho gia đình của mình nữa. Tầm khoảng năm 2012-2013, thời điểm đó thì anh đã bắt đầu coi bài tarot cho người ta rồi. Mọi người mà đi những cái hội chợ sale cuối tuần á, ở những cái trung tâm thương mại thì mọi người sẽ thấy là sẽ có những cái bạn trẻ người ta ngồi người ta coi bài tarot đó. Thì anh cũng ngồi đó, anh coi cho người ta. Mà thường anh chỉ coi những ngày cuối tuần thôi. Đó thì cho nên những ngày trong tuần anh có làm một cái công việc khác nữa, là làm quản lý nhà hàng, một cái nhà hàng của người Ý ở quận 1 đây nè. Sau một khoảng thời gian làm thì công việc nó cũng thăng tiến, rồi người ta đưa xuống tầng trệt quản lý một cái cửa hàng mới nữa. Lúc mà làm ở đó thì anh có quen một cái người bạn trai của mình. Anh bạn trai đó anh tên là anh Thắng. Hai người quen nhau. Và kể từ khi mà anh quen cái anh Thắng này á, thì nó mới xảy ra một cái bước ngoặt tiếp theo của cuộc đời anh. Đó chính là anh chính thức dấn thân vô con đường tâm linh, cái con đường tu đạo của mình, mà anh gọi là bỏ nghề mà theo nghiệp. Cái chuyện đó là như vậy. Khi mà anh quen được cái anh Thắng đó đó, hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào thì anh không có nói. Nhưng mà anh Thắng đó là một cái người học khá là cao nha. Anh học chuyên ngành về ngôn ngữ, cho nên là anh nói được khá là nhiều thứ tiếng. Cái công việc của ảnh là cái công việc văn phòng, làm là giống như là trực tổng đài á. Rồi bên cái khách hàng người ta có thắc mắc gì, người ta sẽ gọi tới, ảnh sẽ giải đáp thắc mắc cho người ta. Hai người quen nhau rồi, người làm việc ở đây, người làm việc ở kia, thì cũng muốn dọn về ở chung với nhau cho nó vui. Thôi thì cuối cùng mới nói với lại mẹ đó, thì bà mẹ bà cũng đồng ý cho hai đứa dọn về ở chung với nhau. Cái lúc mà dọn về ở chung á, thì do là cảm thấy cái công việc văn phòng của mình bây giờ nó không còn phù hợp nữa, đi làm nó áp lực quá trời hà. Thôi thì hai đứa quyết định nghỉ luôn, rồi kiếm công việc khác. Rồi sau đó thì nói chung là nó cũng trật ruột hoài hà. Nghỉ, rồi cái xin vô làm tiếp, xin vô làm tiếp được khoảng thời gian rồi cái cũng phải nghỉ nữa thôi hà. Cuối cùng hai người quyết định nó làm, thôi bây giờ mình quay trở lại cái nghề tarot của mình, mình làm công việc chính, mình kiếm tiền đầu lương chính của mình luôn đi. Chứ mình thấy á, cái nghề mà đi làm nhà hàng, quán ăn, rồi đi làm văn phòng nó là nó không có hợp với mình. Thế là sau vài lần nghỉ việc thì anh đi coi tarot nhiều hơn là hồi trước nha. Hầu như ngày nào cũng đi coi ở những cái hội chợ hết trơn á. Đồng thời lúc này thì cái anh Thắng á, ảnh có liên lạc gì đó với lại một cái chị bạn đồng nghiệp của ảnh. Hồi đó thì hai người làm chung, nhưng mà sau khi mà cái chị đó chỉ chuyển công tác đi rồi á, không còn liên lạc với nhau nữa. Bây giờ mới kết nối rồi nói chuyện với nhau. Cái chị đó tên là chị Linh, thì không biết là cái anh Thắng này ảnh nói sao. Kiểu như ảnh nói là, bồ của em á, nó coi bà tarot hay lắm, đâu bữa nào chị qua cái hội chợ á, chị kêu nó coi thử đi. Kiểu là vậy, giống như là giới thiệu, ý nói là anh coi tarot hay lắm vậy đó mà. Rồi cái bả cũng nghe theo luôn. Đùng một cái bữa đó anh đang ngồi coi bài tarot cho người ta ngoài hội chợ á, thì mới thấy cái chị Linh đó chỉ đứng trước mặt vậy nè, chỉ muốn xuống coi một cái quẻ tarot của anh coi giùm cho bả. Khi mà chị Linh đứng trước mặt của anh chưa kịp dở bài coi cho chị nữa, thì tự nhiên anh mới thấy á, cái linh lực nó phát ra từ cơ thể của chị Linh á, nặng dữ lắm. Có nghĩa như là cái người của chị á, khí âm hơi bị nhiều. Anh thấy được là ngay phía sau lưng của chị Linh có một cái bóng đen, đen thùi lùi luôn, nhìn là biết dông liền. Anh thấy đây là một cái người con trai. Cây anh mới hỏi chị Linh gì nè, chị, em thấy ở sau chị á, có người á, người ta đang đứng sau lưng của chị kìa, chị có người đi theo á, chị biết không? Bà đang cười gì nè, cái tự nhiên mặt của bà đanh lại liền. Bà mới hỏi nhỏ với anh á, ê, bộ cưng thấy hả? Cưng thấy ai đứng sau lưng của chị hả? Anh nói dạ đúng rồi, em thấy có người nha, người nam nha, trẻ tuổi hơn chị, mà cái mặt á, thì cũng na ná, giống giống như chị, giống như là chị em vậy đó. Mà cái người nam đẹp trai lắm, mặc dầu có tarot nhưng anh vẫn thấy được dông nha. Lúc đó là anh tính dở thêm cái lá bài anh giao tiếp với người ta rồi, nhưng mà là tự nhiên anh mới thấy cái dông nam đó đó, người ta lắc đầu, người ta đưa cái tay vô miệng kiểu như là thôi đừng có nói, đừng nói chuyện gì hết trơn á. Rồi người ta đi, người ta biến mất tiêu. Ngay sau khi mà cái người nam này vừa biến mất, anh mới đưa con mắt ra anh nhìn ở ngoài cái cổng của cái hội chợ á, một cái bóng đen bự hơn bóng đen hồi nãy, gấp đôi luôn, đi từ ngoài cổng, đi từ từ vô cái hướng của anh ngồi vậy nè. Càng đi gần thì anh thấy đó là một cái ông già. Ổng mặt nghiêm trang lắm nha,
mà trên đồ ổng bận là đồ của người xưa, giống như là ông già thời năm bốn mấy năm mấy gì đó. Anh nói trong bụng á, mình chỉ là một cái thằng đi coi bà ta rót thôi. Trước khi đi thì mình chỉ khấn vái ông bà tổ tiên thôi, chứ mình đâu có học bùa học phép để mà trừ ma trừ quỷ gì đâu. Sao mình thấy vong người ta tới nhiều dữ vậy ta? Thấy là hơi bị sợ luôn đó. Mà ổng cứ đứng trước mặt của anh á, mặt ổng trừng trừng vậy nè. Đó thì anh mới lấy ra một cái lá bài, anh mở ra anh coi cho cái chị Linh đó. Anh thấy một cái lá bài này nó hiện ra là cửu quyền, có nghĩa cái người đàn ông đó thuộc cửu quyền ở nhà của cái chị Linh á. Cái anh mới hỏi, ủa chị, giờ ở nhà của chị á, có cái người nào mà mất rồi nhưng mà nghiêm nghị khó tính lắm không chị? Lớn tuổi là nam nha. Bà nói, ủa em thấy luôn hả? Em thấy được ông ngoại của chị luôn hả? Trời ơi, bà nói xong cái bà quay lại sau lưng vậy nè. Bà nói, trời, nay ngoại theo con nữa hả ngoại? Đi đâu tới đây vậy? Con đi coi bói mà. Bà vừa nói mà bà vừa cười vậy nè. Có nghĩa như bà xác nhận là đó là ông ngoại của bà. Anh coi anh thấy đúng rồi. Thiệt ra thì anh đã từng coi bà tarot cho rất là nhiều người, nhưng đâu phải ai cũng giống như ai đâu. Riêng cái chị Linh này là tự nhiên anh thấy được hai vong hồn ngay sau lưng của chị. Có nghĩa như là không có dừng lại ở cái mức độ tarot nữa rồi, anh có thể thấy được nhiều hơn ở cái người của chị này. Bởi vậy đó giống như là một cái duyên của hai chị em vậy đó. Với lại đây cũng là người quen của anh bồ mình, cho nên nó làm anh mới nói là cái chị Linh á, thôi bữa nay em đang coi cho khách rồi, mình hẹn bữa sau đi, rồi cái hai chị em mình gặp mặt mình nói chuyện nhiều hơn. Chị Linh này bảo cô ok. Bà nói để bữa nào rảnh á, rồi chị em mình gặp nhau ở làng Hoa Gò Dấp đi, ra ngoài đó gần nhà của chị, mà cũng gần nhà của anh luôn nữa. Với lại thêm cái gì nè, mẹ của chị á cũng là một cái người tâm linh nha em. Mẹ của chị có thể làm thầy luôn được á. Bởi vậy bữa nào qua để nói chuyện với mẹ của chị đi, mẹ của chị nhịn vậy chứ hay lắm nghe. Anh nghe vậy là anh cũng hơi thích rồi, tại vì anh cũng thích làm việc với lại những cái người mà có hơi hướng tâm linh, giống như cái công việc mà mình đang làm vậy đó. Rồi cái cũng hẹn nhau, mà tháng đó cũng là cái tháng 7 âm lịch, tháng Du Lan, cũng là cái tháng xá tội vong nhân, mở cửa địa ngục cho vong hồn người ta lên đó. Khi mà qua tới bển thì anh mới thấy cô Lan. Cô Lan là mẹ của chị Linh. Bà đang ngồi dán những cái đèn hoa đăng vậy nè, đèn hoa đăng để mà cầu siêu cho những cái người đã chết rồi đó. Khi mà mới bước vô tới cửa thôi, cái cô Lan bà mới nhìn ra ngoài cửa gì nè. Bà nói, ủa vô nhà sao không dẫn em vô con? Sao không dẫn nhỏ nít vô? Ở ngoài đó chó không đó, không dẫn vô hồi chó nó cắn em mà sao? Anh mới nhìn ra ngoài cửa. Anh nói, ủa đứa nít nào? Hai đứa con đi đâu có dẫn theo đứa nít nào đâu cô. Bà mới đi ra, bà tính là đóng cái cửa lại để mà dắt cái đứa nhỏ này vô. Bà thấy có một thằng con nít con trai rõ ràng luôn mà, đứng trước cửa nhà của bà kìa. Nhưng khi bà ra ngoài bà đóng cửa thì bà không thấy thằng con nít nào hết. Tự nhiên lúc đó thì anh Thắng á, anh quay qua anh khều anh, anh nói, em nhớ cái đứa nhỏ con của mình không? Anh cũng biết cái chuyện này luôn. Thì ra anh với anh Thắng hai người có với nhau một cái đứa con, mà không phải là một cái đứa con bằng xương bằng thịt. Đây là một cái đứa con là vong, là hồn, là một cái đứa con tinh thần. Chuyện là vậy nè, hồi lúc mà anh cùng với anh Thắng mới quen nhau được tháng á, anh Thắng ảnh có tặng cho anh một cái chiếc nhẫn. Cái chiếc nhẫn màu bạch ngọc nha. Thật ra nó là cái chiếc nhẫn được làm bằng cái loại đá mã não á. Ảnh có nói thẳng với anh luôn, cái chiếc nhẫn này anh có nhờ người ta sơn bùa sơn phép ở trong á. Khi mà em đeo vô thì sau 100 ngày hai đứa mình sẽ có với nhau một cái đứa con tinh thần. Kiểu giống như là người ta nuôi của mình thon á, rồi cái đứa nhỏ đó nó sẽ là con của mình vậy đó. Nhưng cái này không phải, chỉ là một cái chiếc nhẫn thôi. Đúng thiệt, khi mà anh đeo cái chiếc nhẫn này vô trong tay, sau 100 ngày thôi, thì anh có cảm giác nha, giống như bản thân của anh là một cái người phụ nữ mà đang ốm nghén vậy đó. Trời ơi, nó hành, nó bệnh, sốt mấy ngày trời luôn, rồi ốm nghén nè, rồi thèm chua, đủ thứ, y chang đàn bà có bầu. Vài bữa sau thôi thì anh nằm chiêm bao, anh thấy có một cái người. Cái người này giống như là người ta mặc cái đồ cổ trang á, người ta tự trên người ta bay xuống, đưa thẳng tay cho anh một cái thằng nhỏ nít vậy nè. Mà cái thằng nhỏ này nhìn cái mặt nó y chang như là anh Thắng bồ của mình vậy đó. Đó thì mới kêu cái cô Lệ này vô, nó thôi không có gì đâu cô ơi, cô nhìn lộn đó. Rồi cái anh mới kể lại đầu đuôi sự việc về cái chiếc nhẫn mã não này cho cái cô Lan đó cổ nghe. Thì cô nói ừ, cô hiểu rồi, đi vô trong đi, rồi con lại trước cái bàn thờ của mẹ Quan Âm đi. Rồi mới ngồi xuống phụ tiếp cô Lan này, dán ba cái lồng đèn hoa đăng cho nó xong. Đang ngồi gì nè, thì anh mới suy nghĩ trong đầu á. Anh nói á, mình làm cái nghề bói bà tarot,
Nó không giống như là những cái người mà người ta đi coi bói. Thí dụ mà ai đi coi bói đi thì chắc chắn người ta sẽ có tổ của người ta, sẽ có sư phụ của người ta, đúng không? Có thể là có những người người ta được ân điển của mẹ Quan Âm, có những người thì được ân điển của cậu này cậu kia, cô này cô nọ dạy xác. Nhưng riêng anh thì không. Anh chỉ là một cái người coi bà Tarot, coi theo bản năng, bằng những cái chiêm tinh học, bằng những cái khả năng, những cái phản xạ và những cái trực giác của anh thôi à. Anh không có tổ nghề, tổ nghiệp gì hết. Cái tự nhiên, ở đâu trong đầu của anh á, nó khởi phát ra một cái suy nghĩ rằng, anh muốn bái cái cô Lan này để mà theo cổ học đạo. Tại vì nghe nói cổ có một cái người sư phụ nữa, theo một cái đạo gì đó. Thôi, thì giống như là mình muốn nương nhờ vô một cái đạo nào đó để cho mình vững chắc hơn trên cái con đường tâm linh của mình vậy đó mà. Anh mới buộc miệng, anh nói ra với cô Lan vậy. Tự nhiên cái anh kêu người ta bằng má. Anh nói, má ơi, con đi theo con đường tâm linh này cũng được thời gian rồi má. Nhưng mà con cảm nhận khi mà mình làm cái công việc tâm linh á, đó là một cái con đường mà nó dài, với lại nó khó khăn quá à. Con thì không có ai đỡ đầu, cũng không có ai gọi là cái người sư phụ con hết. Bởi vậy con sợ lúc mà con bước chân vô con đường này á, con té con ngã, không có ai đỡ đầu con. Thôi thì giờ con cũng thấy con có duyên với má, thì nếu được, má nhận con làm đệ tử của má nha. Rồi kiểu như ai có duyên cần hai má con mình giúp đỡ á, thì mình cũng sẵn sàng giúp đỡ cho người ta. Má thấy làm sao má? Lúc này thì cô Lan mới trả lời với anh. Má thấy cái việc này cũng là cái việc trọng đại nha. Tại vì theo như đạo tổ của má, muốn thu thập thêm đệ tử á, thì không phải ai vô cũng được. Cần phải có cái cơ duyên, chứ không phải là đại trà ai muốn vô vô đâu. Thôi bây giờ bữa nay là mùng 8 rồi ha, con để thư thư đi, 10 bữa nữa đi. Tới ngày 18 âm lịch á, thì má dẫn con qua nhà của sư tổ, rồi qua đó má trả lời cho con hay. Trong suốt những ngày này thì anh cũng có theo chân của cái bà má đạo này nè, má trong đạo đó, để mà bà dẫn anh qua bên đó, qua bên Bình Thạnh á, là nhà của sư tổ, qua đó đi làm công quả thôi. Làm công quả với cái danh nghĩa là con nuôi của cái cô Lan này. Thời điểm đó thì anh chỉ kêu cái người sư tổ này là sư ông thôi, tại vì anh chưa được vô đạo, chưa có học đạo gì hết á. Sư ông là một cái người phụ nữ nha, xác phàm là nữ, nhưng mà ở bề trên á, cái căn thiên của người ta là nam, bởi vậy mới gọi là sư ông sư tổ. Cho tới cái ngày 18 âm lịch thì bà má này là cô Lan đó, bà mới dẫn anh cùng với anh Thắng đi qua Bình Thạnh, là bên phía gốc tổ á, có nghĩa là nhà của ông sư tổ bển đó. Qua bên đó để mà đốt nhang, cúng trái cây, rồi dâng ba cái trầu cao này nọ đó để cúng mẹ mẫu. Đồng thời cái bà má này bà cũng vô trong chánh điện, bà hỏi cái ông sư tổ về cái việc đó là có thu thập anh làm đệ tử được hay không. Anh đâu có được lên chánh điện đâu, anh chỉ ngồi phía sau thôi. Mà anh nghe giống như đàn ông người ta cười á. Cười mà kiểu như là cười rất là hào sảng luôn kìa. Cười mà nó vang vọng cả một cái nhà vậy đó. Một hồi sau thì bà má này bà mới đi ra. Bà kêu thôi hai đứa đi về nhà của má đi rồi má nói cho nghe. Về bên nhà thì lại tiếp tục cúng trái cây, cúng bông, cúng hoa trên tất cả những bàn thờ cửu quyền ở nhà bà má vậy nè. Cái tự nhiên bà má, bà lại trước bàn thờ cửu quyền bà ngồi. Bà mới lấy một cái điếu thuốc ra bà hút. Lần đầu tiên anh mới thấy một cái người đàn bà mà hút thuốc. Cái điệu bộ y chang một cái ông đàn ông. Ngồi mà vỗ đùi nè, hút phì phà luôn. Anh mới kêu chị Linh ra. Chị Linh là con của cô Lan đó. Anh mới nói chị Linh là chị Linh. Chị Linh ơi, má bà bị gì kìa? Sao mà bà hút thuốc vậy chị? Cái chị Linh bà bước ra, bà thấy bà má này bà đang ngồi trên một cái ghế xoay gì nè. Ghế xoay kiểu ghế văn phòng á. Bà ngồi, bà mới kêu chị Linh á. Bé Tư hả bé Tư? Lên trên bàn thờ đốt nhang cho cậu Thiện Hạnh đi. Rồi đốt nhang cho ông Phật nè, đốt nhang cho ông ngoại nữa ngang. Chị Linh là bà biết, bởi vì bà mới nói với anh á. Cậu Thiện Hạnh về đó em, thôi em đi đốt nhang đi. Cậu kêu sao thì em đốt nhang vậy. Rồi em muốn cần hỏi cái gì á, em cứ hỏi với cái xác của mẹ chị là được. Nghe như vậy thì anh cũng lay quay, anh thắp nhang hết những cái bệ thờ trong cái nhà của bà má này nè. Thắp nhang xong rồi, cây chị Linh á, bà mới gõ ba cái hồi chuông vô cái chuông gia trì, là cái chuông nhỏ nhỏ hay để trên bàn thờ ở nhà đó. Mà khi đó bà má này bà nhắm mắt nha, bà cứ nói vậy nè. Bà mới hỏi là giờ bé Tư á, kêu cái đôi nam nữ này nè, cái cô nữ với cậu nam này nè, lên trên bàn thờ của quyền á, rồi thắp một cái đôi đèn cầy ngay cái bàn thờ của Phật Địa Mẫu á, rồi lên đó lấy cái dĩa trầu cao xuống đây, xẻ cái trái cao ra rồi têm cái trầu ha, Phật Mẫu giáng điển rồi con. Bà kêu anh là cái cô,
Tại vì cái thời điểm đó anh để tóc dài, thành ra nhiều người người ta cũng nghĩ à đây chắc là một cái cô gái gì đó. Anh giống như là một cái người có xác phàm là nam nhưng mà hồn thiên là nữ, kiểu kiểu như vậy. Lúc đó thì chị Linh cũng kêu á, cưng bưng cái dĩa trầu cao xuống rồi thì cưng ráng cưng têm trầu đi nghe. Anh cũng ráng, anh quay quay hoài luôn, ráng têm một cái trầu vậy nè, giống như têm trầu cánh phượng của tấm cám ngày xưa vậy đó. Têm xong anh nói nghe nó xấu da kêu luôn, tại giờ đó giờ đâu có biết têm rằng sao đâu. Xong thì cái xác của bà má đây nè, bà mới nói chị Linh, cái đường đạo nó phải sống đôi với cái đường đời thì nó mới hợp cái lẽ công bằng. Có nghĩa là đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông nó cũng cạn. Giờ muốn học đạo á thì cả vợ cả chồng học chung luôn, theo đạo luôn á thì nó mới đặng nha, mới được. Chứ còn nếu mà đơn vợ mà độc chồng, chỉ có một trong hai đi học đạo á thì chỉ coi như là con đạo thôi, chứ chưa có vô đạo được. Bà má bà vừa nói mà bà vừa vuốt cái đầu của anh, bà nhìn qua anh Thắng vậy nè. Thật ra anh cũng chưa có hiểu cái lời nói của bà lắm đâu, thì cái chị Linh chỉ mới giải thích lại cho anh rằng, chị mới nói ý là Phật mẫu giáng điển xuống, Phật mẫu nói như vậy nè, nếu như em muốn học đạo thì cả vợ cả chồng của em á phải đồng lòng học đạo với nhau luôn mới được. Chứ còn nếu như mà chỉ có mình anh em học, chồng của em không có học á thì coi như em chỉ là cái đứa con đạo đi theo làm công quả vậy thôi à, em hiểu không? Xác của bà má bà cũng gật đầu, bà nói ừ, thì đồng vợ đồng chồng sao cũng được hết, cứ về nhà suy nghĩ đi rồi tới đây trả lời sau. Giờ cậu có muốn hỏi gì không? Cô có muốn hỏi gì nữa không? Nhưng mà thiệt ra trong lòng của anh á rối rắm lắm, không biết phải hỏi thêm cái gì nữa. Thì tự nhiên mẫu ở trong người của bà má này á xuất ra. Vừa mới xuất ra cái cạch thôi, bà má bà chạy vô cái nhà vệ sinh á, bà ói ủa ủa ở trong á. Tại vì hồi nãy giờ bà vừa nói bà vừa ăn trầu, ăn cao rồi hút thuốc nữa, bà bị say bà chịu không có nổi. Thôi thì hai người cũng quyết định là xin vài ngày để mà về nhà suy nghĩ. Trong thời gian đó thì cái anh người yêu của anh á, anh đã quyết định thôi, anh theo anh học đạo chung với em luôn. Tại vì giống như là cái ông thầy tổ này ổng nói phải học đạo chung thì nó mới thành được. Kiểu như là vì anh á mà cái anh Thắng đó ảnh học chung với anh luôn. Cho tới đúng 10 ngày sau thì anh qua tới nhà của bà má này. Khi đó thì cái Điển cũng về nữa. Điển mới nói với cái xác của bà má đó, Ngọc Khiêm nè, 10 bữa nữa con dẫn hai cái đứa học trò của con tới đây. Nhớ đi sớm trước một bữa nha, để mà sư phụ dạy lại những cái việc mà con làm cho hai đứa nó làm. Trong cái bữa đó thì sư phụ cũng định luôn cái đạo danh cho nó. Xong thì con dẫn hai đứa nó về nhà của con làm một cái lễ, gọi là lễ thầy. Lễ thầy xong con qua nhà của sư phụ làm một cái lễ nữa gọi là lễ tổ. Lễ là phải có thầy có tổ. Cái lễ tổ đó giống như là cái lễ để mà sư phụ cho người bề trên người ta biết được đây là cái danh tánh của hai đứa này, để mà dễ dàng xưng danh xưng tánh với người ta. Mà anh nói không biết có cái sự trùng hợp gì hay là cái sự ngẫu nhiên thôi nha. Sau khi mà làm cái lễ thầy, cái lễ tổ ở nhà của bà má xong rồi đó, ngay trong đêm đó anh về, anh nằm thấy như vậy nè. Anh thấy tự nhiên cái vía của anh gặp một cái người phụ nữ, mà cái người này nhìn giống như là Tây Dương mẫu mình hay thấy trong những cái chuyện cổ tích vậy đó. Mặc một cái bộ đồ có cái áo mão đàng hoàng. Mão là cái mão hình con phượng màu trắng. Cái áo á thì anh không nói màu gì, nhưng anh thấy trên cái áo này có thêu một cái hình con phượng màu đỏ, cầm trên tay một cái cây quạt bằng vàng, đi tới trước mặt của anh mà cứ gật đầu vậy nè, cười cười rồi vuốt cái đầu của anh. Khi mà anh tỉnh dậy, anh nói chắc có lẽ mình đi đúng đường rồi, kiểu như là mình thấy mẫu về trong mơ của mình vậy đó. Anh mới hỏi với bà má, thì bà má mới trả lời đây là mẫu độ mạng của con, là mẫu nữ oa đó, nữ oa thánh mẫu đó. Lúc đó thì anh mới nhìn lại kim thân, chính là tượng của nữ oa đang thờ trên bàn thờ. Anh thấy sao mà giống quá vậy, y chang luôn, giống như là người từ trong bức tượng này bước ra mà nhìn thấy anh trong mơ vậy đó. Thôi thì dù có thật hay không, mình cũng coi như đó là một cái niềm củng cố tâm linh của mình vậy đi. Vậy là coi như tới đây, cơ bản thì anh cũng đã tìm được một cái điểm tựa trên cái hành trình tâm linh của mình rồi. Đơn giản giống như mỗi lần mà anh muốn làm cái gì, anh muốn giúp đỡ cho ai, thì có người để mà cho anh hỏi han, cho anh an tâm hơn vậy đó mà. Trùng hợp là trong cái ngày lễ thầy, là cái ngày lễ ở nhà của bà má đó. Sẵn tiện thì bà má cùng với nguyên nhà của bà mới kể lại cho anh nghe một cái câu chuyện về một cái con quỷ hổng có toàn thây, chết ở dưới cái giếng á. Mà cái giếng này nó cũng nằm ở cái khu vực làng Hoa Gò Dấp luôn. Một cái câu chuyện rất là rúng động, nó xảy ra cũng mười mấy hai chục năm về trước rồi đó. Nó khiến cho cả một cái khu vực ở đó phải dọn đi chỗ khác sống,
không có sống nổi ở cái đất này. Cái lý do tại sao mà có được cái xác người đó, có được cái con quỷ mà cục hai cái giò đó, thì mọi người đón chờ ở cái tập truyện tiếp theo nha. Đây cũng là một cái câu chuyện nữa của anh luôn. Còn ngày hôm nay thì tập truyện của chúng ta ngừng tại đây. Trước khi mà ngưng câu chuyện á, thì mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.